Em chào cô chú anh chị em nhé, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Thì hôm nay em lên lại cho anh em con Kubota GA65 ha. GA65 máy là bao zin cho anh em 100% ha. Máy còn tình trạng là bao zin ha. Máy cũng còn khá là đẹp ha. Cái mặt cam nó hơi chóc nước sơn tí xíu anh em nhé. Thùng dầu, nắp dầu, tem còn đầy đủ ha. Bánh chấn thì quá mới ha. Bánh chấn rất là bánh chấn mới tinh luôn. 8 bánh chấn ha. Đằng sau nó anh em ha. Đằng sau anh em xem ha. Máy là bảo rất là ok ha. Đấy. Thì con này là Kubota GA65 anh em nhé. Công suất của nó là 6,5 người anh em nhé. 6,5 người. Bây giờ test thử cho anh em xem ha. Máy chạy như thế nào ha. Đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Đấy. Đang là bao zin cho anh em 100%. Anh em nào thiệt chí thì trực tiếp gặp Dương ha. Kubota GA65 6,5 người anh em nhé. Con này là con NF8 này. NFE8 này. Đó. Con này là 8,5 BS này. Vòng tua của nó là 2007 này. Máy rất là đẹp nha. Máy đẹp lắm. Có đề nha. Con này là EA7 này. Chưa vệ sinh anh em nhé. Con này con H7 này. H7 con này em bán rồi ha. Ngày mai giao cho ông anh ở đâu Long An ha. Ông anh không lấy đề ha. Tặng lại cục đề thì lấy cục đề lại ha. Cái này khách chốt rồi nè. EA10. EA850 bét kim nè. Bây giờ em sẽ quay test cho anh em con EA850 bét kim này anh em tham khảo ha. Máy là em đảm bảo zin cho anh em nhé. Chạy chất lượng cho anh em nhé. Kubota EA850 bét kim mấy hệ anh em nhé. Rất là ok ha. Bao khói nha anh em nhé. Bao khói nha anh em nhé. Ngoài ra em còn EA7, EA8 hàng đẹp đẹp còn ha. Con này Kubota EG65-2 này. EG65-2 này 10 triệu bao ship anh em nhé. Ok nhé. Con này EG65-1 nó là KD65M1 là EG65-1 ha. Đây EA850 bét kim nữa này. EA750 bét kim này. Đấy. Kubota EA4 chụi này, giật này, ha. Rẻ 5 triệu thôi. Con này con là gì đây? Zangma. Có bình dầu này.
con này chốt nghe em 8,5 triệu ha, anh em nào mua liên hệ nha. Mitsu Tâm Lâm, con này cũng Mitsu Tâm Lâm này, con này máy xấu lắm, màu mẹ xấu anh em nhé. Bán gậy nghe em 5,5 triệu nha, bao ship nha. Con Mitsu Tâm Lâm màu xấu xấu nè, F4 này, S80 bật đạn này. Đấy. Ơ7KB có đề này. Đấy. Con này ơ7 này. Trời ơi. Rồi, anh em nào cần cái gì thì liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Liên hệ trực tiếp gặp Dương. Rồi, em chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé.